đôi bóng cưa, bóng cắt đôi theo chiều xéo. Các bạn có thể cắt đôi thẳng hoặc là cắt đôi theo chiều xéo đều được hết. Rắc đều một muỗng cà phê bột ngọt lên, hai muỗng canh nước mắm mình rưới đều lên. Dùng tay các bạn khoa đều cái phần bột ngọt và phần nước mắm này cho nó thấm đều. Một muỗng cà phê tiêu các bạn rắc đều lên, xoa đều và nhớ là cả ngoài và cả trong luôn nha. Một muỗng cà phê hạt nêm. Muỗng cà phê hạt nêm các bạn lấy lưng lưng thôi nha, đừng lấy nhiều hạt nêm quá nha. Tại vì có những cái con cá nó có 400 gram nữa. Giai đoạn thứ hai của phần cá điêu hồng sốt me, chúng ta sẽ làm sốt me giống y hệt như chúng ta đã làm gà quay lúc nãy. Và hồi nãy chúng ta đã tăng cái lượng lên gấp đôi rồi, cho nên phần sốt này nó đủ cho cả gà và cả cá rồi. Lát nữa mình lấy hết cái phần sốt đó để cho cả hai món.